Trước mặt anh chị là cái kho mặt đường quốc lộ 14. Hôm trước mình có quay một cái video. Dạ sao chú? Ngoài này ạ. Dạ. Hôm nay mình vào mình quay cái xưởng cho chị khách. Tiện thể mình quay một cái video gửi cho anh chị luôn. Đây, mình lấy cái chìa khóa. Đây, chìa khóa này là đây, mặt đường quốc lộ 14 này anh chị nhé. Đây là mặt đường quốc lộ 14 này. Quốc lộ 14 ha. Còn đây là cái kho này. Vừa mình đang quay thì cái chú quản lý chú ấy kêu nhờ đi lấy cái chìa khóa này. Trên đất thì nó có một cái kho nhá. Rồi bên ngoài là văn phòng. Bên ngoài là văn phòng này. Tí mình vào mình quay chi tiết cho anh chị này. Rồi đây nó có cái ba cái bệnh điện nhỏ này, ngày xưa là cái kho này người ta hạ này. Bây giờ mình vào nhé. Đây. Đó, phần này là sân nhá anh chị nhé. Phần này là sân này. Phần này là sân này. Đây, phần này là phần này là văn phòng này. Vẫn còn công trình là còn mới nha anh chị nhá. Phần mới lắm. Phần văn phòng. Cái chìa khóa này hả chú? Đây. Rồi rồi cũng có khóa cái này sao một kỳ vậy ta? Đó, phần này phần văn phòng đây. Đây. Bây giờ mình nhờ chú ấy, chú quản lý này chú ấy mở rồi mình vào bên trong mình quay. Tại vì hôm qua có 2-3 anh chị khách ấy, nhờ mình là vào bên trong này quay cái phần bên trong để cho anh chị xem bên trong. Đó. Thì là nó là ngang 20, sâu 75. Thổ cư của cái miếng này là 200 hơn 270 á. Hơn 270 mét vuông thổ cư anh chị nhá. Hôm qua mình có đọc trên sổ mà hôm nay mình quên mất cái số lẻ rồi. 275 hay 272 gì đó. Đó, khoảng đó. Anh chị ạ. Đó. Không được hả chú? Có mở cái anh kia này thôi. Thế ai khóa hai cái đấy nhỉ? Rồi, anh chị ơi chờ mình một chút nhé. Video sau thì mình sẽ quay cái phần bên trong cho anh chị xem. Còn bây giờ thì mình chắc giúp chú để chú ấy mở cái cửa để mình vào bên trong mình quay. Thì một lần nữa mình chia sẻ lại nhé. Ngang 20, sâu 75. Hai mặt đường nhé. Mặt đường bên hông là mặt đường bê tông là được 75m mặt đường. Mặt đường quốc lộ 14 20m. Thổ cư là 270 mấy đó anh chị nhé. Ấp 5, xã ấp 4, xã Minh Lập, thị xã Trơn Thành, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Giá bán cái này là 14 tỷ anh chị ha. Thì anh chị nào quan tâm thì mình cứ đến đây mình xem anh chị nhé. Rồi, số điện thoại của mình là 0918645130 anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn.